Long Khánh hay còn gọi là chùa Ông Đồ, nằm trong khuôn viên rộng 5.000m2 tại ấp An Hòa, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, với tuổi thọ trên 800 tuổi. Chùa Long Khánh do cố hòa thượng Thích Châu Bửu sáng lập và trải qua 26 đời trụ trì. Có thể nói chùa Long Khánh là một ngôi chùa cổ của Bến Tre. Do ảnh hưởng của chiến tranh cùng với sự tàn phá của thời gian nên chùa đã xuống cấp trầm trọng, không còn đáp ứng được nhu cầu hoạt động phật sự của tăng ni và tín đồ Phật tử tại địa phương. Cho nên từ khi về trụ trì chùa, Thượng tọa Thích Minh Hoàng đã ấp ủ xây dựng, trùng tu chùa để tạo cơ sở điều kiện cho các tăng ni Phật tử sinh hoạt. Được sự cho phép của chính quyền địa phương, Thượng tọa đã khởi công xây dựng lại và đến nay ngôi chùa đã xây dựng gần hoàn tất. Tuy được xây dựng với hình thức mới, nhưng ngôi chùa vẫn mang nét cổ kính của kiến trúc đền chùa phía Bắc. Toàn bộ nền móng, đà, cột, trần mái đều đúc bê tông kiên cố, tường xây gạch, cánh cửa, bao lam, án thờ đều được làm bằng gỗ quý, chạm trổ rất tinh vi. Từ cổng đi vào là quan âm, vào trong là chánh điện gồm 3 gian, chính giữa là bàn Phật Thích Ca, phía tay trái là bàn Phật Di Đà, phía tay phải là bàn Phật Di Lặc, phía sau là nhà tổ và bàn thờ Thiện Nam Tín Nữ. Tiếp sau là bàn chuẩn đề và kế đó là giảng đường. Nằm bên phải của chánh điện là nhà nghỉ để phục vụ cho quý tăng ni Phật tử có nơi nghỉ ngơi và tụ tập. Phía sau là khu vực bếp, bao quanh khuôn viên chùa là vườn cây xanh tươi. Chùa Long Khánh với khuôn viên rộng, yên tĩnh, mát mẻ là địa điểm lý tưởng cho các Phật tử đến tu tập và sinh hoạt. Ngoài việc tu hành, tiếp tăng độ chúng, hoành truyền Phật Pháp, xây dựng ngôi Tam Bảo, Thượng tọa luôn quan tâm đến công tác từ thiện và an sinh xã hội. Hàng năm, Thượng tọa dành hàng trăm triệu đồng cho công tác an sinh xã hội. Định kỳ, Hòa Thượng cùng với các Phật tử đi trao quà tận tay cho người nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn và những hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn huyện, cũng như các tỉnh thành trong cả nước, cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hiến đất cho chính quyền để xây dựng trường học, tặng đất cho người dân để xây dựng nhà ở. Tâm nguyện lớn nhất của Thượng tọa Thích Minh Hoàng là mong muốn ngôi Tam Bảo được trang nghiêm, sớm đưa vào sử dụng hoàn chỉnh để các tăng ni Phật tử có nơi tụ tập và sinh hoạt. Đồng thời Thượng tọa cũng mong muốn sẽ có thêm nhiều điều kiện và sức khỏe để giúp đỡ đồng bào còn gặp nhiều khó khăn và những mảnh đời bất hạnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bước sang năm mới, năm Mậu Tuất dương lịch 2018, thay mặt Tam Bảo cầu nguyện mười phương Tam Bảo, mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể nam nữ Phật tử gần xa cùng quý bà con mạnh thường quân nhà hảo tâm gần xa cùng quý quyến gia đình được vạn sự kiết tường như ý để phụng sự gia đình tốt đẹp và phụng sự Phật pháp. Kính chúc chính quyền địa phương các cấp cùng anh chị em bước sang năm mới được dồi dào sức khỏe, là trên con đường làm việc được đạt nhiều thắng lợi mới. Nam mô A Di Đà Phật. Mừng Xuân Di Lặc 2018, Thượng tọa Thích Minh Hoàng thay mặt toàn thể đạo tràng Long Khánh gửi đến quý Phật tử gần xa lời chúc sức khỏe, thân tâm thường an lạc, một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, thân tâm thường an lạc.